Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022, 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, chiều nay, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng đã đến thăm và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Ngày hội Văn hóa quân dân tại khu dân cư Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi. Cùng dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Khu dân cư Mão Xuyên có trên 500 hộ với gần 1.600 nhân khẩu. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận luôn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, thực hiện tốt các cuộc vận động do các cấp phát động. Năm 2022, khu dân cư có 99% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 3 gia đình được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu tảo hiền cấp tỉnh. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,75%. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được nhân dân trong thôn hưởng ứng tích cực. Đến nay khu dân cư đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ngày càng phát triển, cảnh quan môi trường khu dân cư được giữ gìn xanh, sạch đẹp, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ổn định. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng đã biểu dương những kết quả khu dân cư Mão Xuyên đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực to lớn quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong từng giai đoạn của cách mạng, vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Quân đội Nhân dân Việt Nam được khẳng định trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp to lớn trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong thời gian tới, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục đoàn kết và phát huy những cái kết quả đạt được, quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng cũng như là nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thì là Mặt trận Tổ quốc của tỉnh Hưng Yên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, thực hiện hiệu quả của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, quan tâm đến việc thực hành và phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng như là chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường về công tác giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia vào phong trào phòng chống tham nhũng tiêu cực để góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa đảng, chính quyền và bà con nhân dân. Tại ngày hội, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng đã trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Nguyễn Trãi, trao 500 triệu đồng tặng tỉnh Hưng Yên, hỗ trợ xây 10 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng quà cho 17 gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Khu dân cư Mão Xuyên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và tặng quà cụ Hoàng Thị Hòa, 100 tuổi, là mẹ liệt sĩ ở khu dân cư Mão Xuyên. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng và đoàn đại biểu tỉnh cũng đã đến dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên và trồng cây lưu niệm.